Chị Lưu Trần xin được trở lại với chương trình Hội Chăm Sóc Toàn Diện SCS đến với quý vị vào mỗi sáng thứ năm vào lúc 9 giờ để gửi đến quý vị những dịch vụ và những chương trình mà tại SCS chúng tôi cung cấp đến cộng đồng Việt Nam của chúng ta cho các bác có trong những thời gian cuối đời hoặc là chăm sóc để cung cấp những dịch vụ y tế toàn diện cho các bác tại gia cũng như là tại những cái trung tâm điều dưỡng. Ngoài ra chúng tôi cũng có những dịch vụ hướng dẫn để hiểu biết thêm những chọn lựa cho việc chăm sóc bản thân, hỗ trợ tinh thần, thăm viếng tư gia, hướng dẫn hồ sơ pháp lý và quyết định của bản thân, hướng dẫn nâng cao kiến thức chuyên môn về những chọn lựa cuối đời và có kế hoạch chăm sóc cho tương lai, cũng như là cung cấp những tài liệu bằng Việt ngữ để quý vị có thể tham khảo. Và sau đó, nếu cần thêm những chi tiết, xin quý vị liên lạc với Hội SCS qua số điện thoại là 714-439-9999, 714-439-9999 để biết thêm chi tiết cũng như là làm thế nào để được ghi danh vào chương trình Hiệp hội Chăm sóc Toàn diện của SCS. Bây giờ Julie xin được trở lại với phần trình bày của bác sĩ Victoria Phạm tại công ty InHome Doctors. Khi mà nói đến chăm sóc tại gia đó, thì ngoài những cái bệnh nhân đã được đầy đủ quyền lợi để mà được chăm sóc tại gia, thì những cái dịch vụ nào mà công ty InHome Doctor, trong đó có bác sĩ Victoria, sẽ đến chăm sóc tại gia cho bệnh nhân? Thì khi những bác nào mà bị những cái bệnh nan y, giống như là những bác nào mà mới bị stroke, thí dụ vừa mới nhà thương ra đi, bác nào vừa mới bị stroke bây giờ không có thể ra văn phòng bác sĩ của mình được nữa, thì sẽ nhóm bác sĩ in-home doctor sẽ ra để chăm sóc cho những bác đó. Và sẽ thí dụ khi mà mình bị cái stroke thì mình cần vật lý trị liệu, thì nhóm bác sĩ sẽ cộng tác với lại những cái nhóm y tá và những nhóm làm vật lý trị liệu để cho họ ra để giúp mình ở tại gia, để mình không có phải ra khỏi nhà, tại vì mình không có thể đi ra ngoài được, tại vì mình đang bị những cái bệnh giống như bệnh nan y như vậy. Bác sĩ Victor biết không, nhiều khi đó mình khi mà mình nói đến vật lý trị liệu đó, thì nếu mà chăm sóc tại gia như vậy thì mỗi lần mà có những cái vật lý trị liệu khác nhau thì làm sao mình có những cái dụng cụ y khoa thì sẽ đem tới nhà cho mình hay sao? Thì những cái dụng cụ y khoa đó cũng phải được nhóm cấp. Bác sĩ chúng tôi cũng cũng thật ra là mình bác sĩ phải viết cái tờ giấy order, nói là cái order, nói là bác cần cái walker đi, thì cái hãng mà là thì bác sĩ sẽ gửi tới những cái hãng đó, thì họ sẽ cung cấp cho mình cái walker hoặc là cái wheelchair. Thì những cái đó sẽ được cung cấp để mà đem mỗi lần mà có nhân chuyên khoa vật lý trị liệu đến thì họ sẽ đem những cái dụng cụ y khoa đến tùy theo cái tình trạng của mỗi người. Làm như vậy thì rất là tốt, là tại vì họ không phải đi đến những cái trung tâm vật lý trị liệu. Và ngoài ra thì như bác sĩ có trình bày từ lúc đầu là ví dụ như là cần phải lấy máu, thử máu hoặc là chụp x-ray hoặc là siêu âm. Là có thể làm tại gia luôn. Như vậy có nghĩa là họ sẽ phải đem máy, đem máy tới, nó gọi là cái portable x-ray. Thì họ sẽ đem máy, mình cần thí dụ bác nào té đi mà mình sợ bác có bị gãy xương hay không, nhưng mà bác lại không có muốn đi emergency room, nhóm bác sĩ sẽ nhờ những cái hãng chụp x-ray, họ ra họ chụp trong vòng 24 tiếng thì họ sẽ gửi cái kết quả về liền thì bác sĩ. Vậy thì rất là thuận tiện cho những người bệnh nhân, không riêng gì các bác phải không ạ? Rất là thuận tiện cho những bệnh nhân. Tuy nhiên chúng ta cũng nên phải cân nhắc vấn đề là cái sự điều trị nó cần thiết như thế nào. Và những người bệnh nhân mà không thể đi tới lui được thì những lúc đó thì in-home doctor sẽ tới chăm sóc, tới chăm sóc cho quý vị. Sau đó thì họ có thể trở lại với bác sĩ gia đình của họ, phải không bác sĩ? Thưa đúng, là thí dụ giống như bác nào mà bị thí dụ bị té đi rồi không có thể đi lại được thì nhóm bác sĩ chúng tôi sẽ tới nhà chăm sóc và nhờ vật lý trị liệu tới chăm sóc. Thì sau khi vật lý trị liệu rồi thì bác cảm thấy khỏe thì bác cũng có thể trở lại bác sĩ gia đình của mình.
trong trường hợp mà trong thời gian mà chăm sóc tại gia như vậy mà bác sĩ biết mà cứ mỗi tháng 8, tháng 9, tháng 10 là bắt đầu chích ngừa cảm cúm thì không biết là in-home service có cung cấp cái dịch vụ đến nhà để chích ngừa cảm cúm cho quý vị cao niên hay không? Dạ vâng, thì nhóm bác sĩ chúng tôi cũng có tới chích ngừa cúm hàng năm cho các bác ạ. Thuốc thì sao? Thì làm sao mà các bác đi mua được? Dạ, thì nhóm bác sĩ chúng tôi cũng làm cộng tác với lại những cái chỗ dược sĩ mà đem thuốc đến tận nhà miễn phí. Đây là lần đầu tiên mà thưa quý vị, chúng tôi cá nhân Julie là làm việc với các bác sĩ trong cộng Việt Nam của chúng ta là trên 20 năm ở các dịch vụ, thì đây là lần đầu tiên Julie nghe biết đến là có cái dịch vụ đem thuốc đến tận nhà trong trường hợp mà quý vị không thể đến tiệm thuốc để mua thuốc hoặc là để lấy thuốc được, thì đây là một cái việc mà Julie cảm thấy rất là cần thiết cho những quý vị cao niên nói riêng và những bệnh nhân nói chung, thì là completely 100% in home service, 100% dịch vụ chăm sóc tại gia. Bác sĩ làm cái công ty in home doctors hợp tác với chương trình hội chăm sóc toàn diện SCS đã được bao nhiêu lâu rồi thưa bác sĩ? Chúng tôi đã hợp tác với hội cũng khoảng 2-3 năm rồi. Và có chắc chắn rằng thì là bác sĩ đã có những cái kinh nghiệm với những bệnh nhân đã được sự giới thiệu của bên chương trình chăm sóc toàn diện SCS như vậy, thì có những cái lúc nào mà bác sĩ Victoria thấy là khó khăn nhất cho hội cho công ty cho những bệnh nhân nào mà khó khăn nhất mà công ty in-home doctor đã trực diện để mà chúng ta có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm đó. Dạ, có thể là những bác nào mà có thể cái coi như là không có bảo hiểm đi, thì tụi em nhiều lúc cũng tới chăm sóc cho các bác miễn phí đó, thì cái đó là cái đó. Thật ra thì những cái bác đó thì rất là cần bác sĩ, thì thì cái nhóm bác sĩ chúng tôi cũng có tới để chăm sóc miễn phí. Thank you chị, về bác sĩ. Thật ra thì trong cộng đồng Việt Nam chúng ta hiện nay thì đa số cũng đều có bảo hiểm y tế, tuy nhiên Julie biết chắc rằng thì là có những cái chương trình bảo hiểm y tế sẽ không có được cái dịch vụ chăm sóc tại gia hoặc là chăm sóc lâu dài. Thì xin quý vị liên lạc với hội chăm sóc toàn diện SCS để mà được tham khảo và giới thiệu đến quý vị những cái dịch vụ mà chúng tôi hội chăm sóc toàn diện SCS hợp tác để mà có thể gửi đến quý vị hoặc là cung cấp cho quý vị những cái dịch vụ chăm sóc trong thời gian mà quý vị không có những cái chương trình bảo hiểm y tế, và đồng thời công ty In-Home Doctor cũng có thể giúp cho những quý vị không có bảo hiểm trong thời gian tạm thời để mà xin những cái chương trình bảo hiểm y tế cung cấp cho giúp đỡ cho chúng ta. Và vì thế khi mà quý vị không có bảo hiểm y tế cũng đừng có ngần ngại để mà liên lạc với hội chăm sóc toàn diện SCS, vì đây là một cái hội bất vụ lợi và chúng tôi làm việc với rất là nhiều các công ty khác nhau để cung cấp những dịch vụ y tế hoàn hảo hoặc là những cái dịch vụ y tế cập nhật và cần thiết đến cho bệnh nhân. Mặc dù là quý vị không có bảo hiểm y tế thì đây cũng là một công ty, một hiệp hội bất vụ lợi để quý vị có thể liên lạc để mà có thể biết được những cái dịch vụ và những cái quyền lợi của người bệnh nhân tùy theo cái nhu cầu của mỗi người. Xin quý vị liên lạc với hội chăm sóc toàn diện SCS qua số điện thoại là 714-439-9999 để tham khảo và biết thêm những cái dịch vụ và biết thêm những cái chi tiết và biết thêm những quyền lợi của mình là một người bệnh nhân. Khi và chúng ta rơi vào tình trạng nan y không có thể nào mà tự giúp đỡ được hoặc là có những cái bảo hiểm y tế mà không có những cái dịch vụ được cung cấp, thì công ty In-Home Doctors sẽ đến giúp cho chúng ta. Julie nói điều này thì các bác sĩ trong In-Home Doctor có thể nói thì là you might have quite a call để mà giúp đỡ cho những bệnh nhân này. Và tuy nhiên thì cũng rất cảm ơn các bác sĩ trong công ty In-Home Doctor đã chữa trị cho các bệnh nhân này với tấm lòng của một bác sĩ. Đó là những cái điều mà các bác sĩ đã tuyên thệ khi mà nhận mặc khoác trên người cái áo của bác sĩ, phải không ạ? Vâng, dạ đúng ạ. Dạ vâng, thật là nhanh, bác sĩ có thể gửi lời chào đến quý khán thính giả của Lưu Sài Gòn TV qua chương trình hội chăm sóc trên toàn diện SCS. Dạ. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Đây là bác sĩ Victoria Phạm Hồng Đào,
làm chung với nhóm In Home Doctor. Xin kính chào quý vị. Vâng, Chu Ly cũng xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Một lần nữa, quý vị có bất cứ nhu cầu gì để chăm sóc tại gia cũng như là những ngày cuối cuộc đời, xin liên lạc với chương trình chăm sóc toàn diện SCS. Một lần nữa, số điện thoại là 714-439-9999 để biết thêm chi tiết cũng như là để tham khảo những cái quyền lợi của người bệnh nhân và những cái tài liệu bằng Việt ngữ để chúng ta có thể biết thêm những cái dịch vụ về duy trì sự sống, văn kiện pháp lý, sức khỏe, ủy quyền y tế, nguyện vọng và chỉ định của bác sĩ về biện pháp duy trì sự sống của chúng ta trong những ngày cuối đời và những trong lúc chúng ta có những chứng bệnh nan y. Một lần nữa, chương trình chăm sóc toàn diện SCS, số điện thoại để quý vị liên lạc là 714-439-9999, 714-439-9999. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn lại với quý vị vào chương trình tuần sau.